Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em đã hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày cuối tuần, một ngày thứ Bảy, một ngày 12 tháng 11. Thì em cũng xin phép mình quay trở lại là một buổi video ngắn để em cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động chung của thị trường. Ở trong một tuần vận động vừa qua, mình cùng nhìn lại những vận động, những gì mình đã từng trải qua, để từ đó mình đúc kết ra được những bài học kinh nghiệm để bổ trợ thêm cho quá trình đầu tư sau này, cũng như với các vận động của các dòng cổ phiếu đang vận động như thế nào, để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những lượng sức mua, mình cũng sẽ đưa ra được một chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh. Và đây cũng chính là những động lực thúc đẩy giúp em làm những video sâu tốt hơn. Thì ở một buổi video cuối tuần, đầu tiên mình sẽ nhìn lại với nhau về tổng quan thị trường VN Index. Liệu thị trường đang trong những xu hướng như thế nào và những cái tín hiệu nào là những tín hiệu thị trường sẽ kết thúc đi một cái đà giảm. Thì em cũng sẽ cùng với chị mình đề cập trong cái buổi video ngày hôm nay. Và đặc biệt khi mình đánh giá qua với các dòng cổ phiếu thì bây giờ khi mà chị mình nhìn lại các mã cổ phiếu, đa phần đều chiết khấu 50%, 70%, thậm chí là 90% từ vùng giá đỉnh. Có thể gọi là một cái giai đoạn mà giá cổ phiếu đang rất rẻ. Liệu chúng ta có nên tích sản cổ phiếu hay không? Thì đây là một câu hỏi mà em nhận được rất nhiều từ những anh chị nhà đầu tư mình. Trong khoảng một tuần vừa qua, khi cổ phiếu sụt giảm, thì em cũng sẽ cùng anh chị mình làm rõ cái quan điểm và cái luận điểm này theo cái góc nhìn về phương pháp VSA. Mọi người lưu ý ha. Đấy, thì đó là những gì mà chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách bàn luận trong buổi video ngày hôm nay. Thì đầu tiên em và anh chị mình cùng nhau nhìn lại vận động của thị trường, thì mình sẽ thấy là tiếp tục là một cái tuần vận động giảm điểm khốc liệt, với những cái phiên số lượng cổ phiếu sàn kỷ lục lên đến đâu đấy khoảng 250 mã cổ phiếu trong một cái phiên giao dịch ngày 10 tháng 11, tức là phiên hôm thứ Năm của tuần này. Mọi người lưu ý thì một số mã cổ phiếu tâm điểm ở những vùng giá sàn trong một tuần vừa qua thì nó đến từ những mã cổ phiếu của dòng bất động sản, xoay quanh một số cái câu chuyện về trái phiếu như là Novaland. Một số mã cổ phiếu như Novaland, khi mà anh chị mình thấy hiệu ứng của hòn Tuyết Lăng, khi mà nó càng giảm thì cái lượng cung áp lực bán từ những cái tổ chức tài chính, khi mà doanh nghiệp này thế chấp những cái lượng cổ phiếu nó sẽ càng ngày càng lớn. Mọi người lưu ý á, ví dụ hôm trước anh chị mình thấy nó kê đâu đấy khoảng 20, rồi đến 30, rồi đến 40, và phiên ngày hôm qua thì đâu đó khoảng 58 triệu cổ phiếu của những cổ phiếu như Novaland. Thì chị mình lưu ý bây giờ để mà giải cứu những cổ phiếu như Novaland á, thì nó cần huy động một cái dòng tiền cực kỳ lớn. Ai là sẽ chấp nhận cầm một cái lượng tiền hấp thụ 58 triệu cổ phiếu quanh vùng giá 41-42 này? Thì mình cũng tính sơ sơ đây chị, thì cũng khoảng đâu đấy khoảng 2.500 tỷ. Nhưng mà chị mình lưu ý 2.500 tỷ nó chỉ đủ thỏa mãn cho cái lượng cung hàng đang bị bịch cung ở vùng giá sàn. Còn để kéo cổ phiếu tăng trở lại trong phiên đi thì nó phải cần cái lượng tiền lớn hơn rất nhiều. Và ở những cái công ty chứng khoán với những mã cổ phiếu bất động sản thì đã từ khoảng cái tay khoảng 2 tuần thì không còn cho vay nữa chị. Cho nên bây giờ mà muốn mua, muốn giải cứu những cổ phiếu như thế này á, thì bắt buộc phải cần một cái lượng tiền mặt anh chị nha. Mà bây giờ anh chị mình thấy á, tiền là vua, ai cầm tiền là những người chiến thắng, ai cầm tiền là những người đã lãi trên thị trường. Thì liệu có một cái dòng tiền nào đủ lớn chấp nhận hấp thụ những cổ phiếu như Novaland ở một vùng giá hay không? Khi mà những cổ phiếu này hồi theo một cái hiệu ứng của hòn Tuyết Lăng càng giảm thì cái hòn Tuyết Lăng nó sẽ càng lớn á chị. Mọi người lưu ý ha. Đấy, mình cũng sẽ không biết đến khi nào nó cũng sẽ được giải cứu, thì mình cùng chờ đợi anh chị ha. Nhưng đây là những cổ phiếu tâm điểm trong một cái tuần vừa qua, cùng với cổ phiếu của BDR anh chị. Thì Novaland và BDR là hai mã cổ phiếu thuộc dạng là cổ phiếu bo cung anh chị nhé. Đấy, nó nằm trong nhóm cổ phiếu của VIM30. Thì những con này mà khi nó sàn á, nó tác động là vô cùng tiêu cực đến tổng quan cái vận động của thị trường chung, và tổng quan đến yếu tố tâm lý của những anh chị nhà đầu tư mình. Ví dụ đến những cái vận động như ngày hôm thứ Sáu đi, thì những cổ phiếu như là Phát Đạt đâu đấy khoảng 55 triệu cổ phiếu. Anh chị mình lưu ý thì đó là một trong những cái lượng tiền tương đối lớn nếu muốn giải cứu những cổ phiếu như BDR này. Đấy, cho nên để giải cứu Novaland và BDR thì bây giờ cần một cái lượng tiền khoảng hơn 4.000 tỷ. Thì liệu đâu đó xuất hiện một cái lượng tiền mặt hơn 4.000 tỷ hay không? Khi mà cái giá trị giao dịch của VN Index mỗi phiên gần đây á, thì nó cũng chỉ quanh quanh đâu đấy khoảng 8.000 tỷ gấp lợn. Ví dụ như nhìn đây là khoảng 9.400 nữa, 8-9 ngàn đó, thì nó cũng chiếm tỷ trọng khoảng 40-50%. tổng cái thanh khoản của thị trường à. Đó, cho nên đó là một cái bài toán mà tương đối nan giải đối với những cái tín hiệu về dòng tiền. Đấy, hoặc là những cổ phiếu như DG nó cũng tương tự anh chị. Mà nãy để một phiên mà giải cứu hết những cái lượng hàng mà giá sàn của DG trong một tuần vừa qua ấy, thì nó đến nó đáy khoảng bao nhiêu gì? Khoảng 57 triệu cổ phiếu. Và trong cái phiên ngày hôm đó em nhớ không nhầm là sẽ buổi sáng sẽ có 24 triệu cổ phiếu kê cứng ở vùng giá sàn, hấp thụ xong 24 triệu cổ phiếu đấy thì bắt đầu nó có những cái lệnh giao dịch thì nó cũng kéo lên trở lại, và cái giá trị giao dịch còn là khoảng 24-25 triệu giá trị giao dịch còn lại. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên để mà giải cứu một cổ phiếu á, thì nó cần tới khoảng gấp đôi so với cái lượng hàng đang bị bịt cung ở đây. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên cái dòng bất động sản là một cái dòng mà chúng ta sẽ không bàn luận quá nhiều, tại vì nó đã quá xấu đi. Đấy, một số anh chị nào trong room của em á, từ những cái thời điểm từ rất lâu chúng ta đã bàn luận với nhau là thứ nhất là dòng bất động sản là một cái dòng đầu cơ, thứ hai là xu hướng giảm, thứ ba là nếu như anh chị nào nha mà mình có tay bay vạ gió, mình có muốn bắt đáy đi thì mình cũng tránh cái dòng bất động sản này ra. Đây là một cái dòng phải nói là nó cực kỳ yếu. Đấy, ví dụ mọi người lưu ý nè, trong cái giai đoạn của ngày bao nhiêu, ví dụ mình nhìn lại đây anh chị, mình nhìn lại đây là ngày 4 tháng 10, cách đây khoảng một tháng anh chị, thì ví dụ như trong những giai đoạn giảm của thị trường chung đây thì mình cũng đánh giá anh chị mình nó rất chi tiết. Đấy, mọi người lưu ý dòng cổ phiếu nào càng rơi sâu là bắt buộc anh chị mình phải càng loại bỏ ra khỏi danh mục, bởi đó là dòng cổ phiếu yếu ở trong chu kỳ tới. Hiện tại 8% cái cổ phiếu đều rơi, điển hình như bất động sản là gãy nặng, là anh chị mình phải tránh né ra cái dòng này ngay. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên anh chị nào trong room thì ít nhiều mà anh chị mình không có gọi là mình sở hữu cổ phiếu của bất động sản trong một cái khoảng thời gian vừa qua thì đôi khi đó là thành công. Đấy, mình cũng sẽ tránh là cái nhóm cổ phiếu rơi sâu nè, ưu tiên những con này có hồi thì mình cũng cơ cấu thôi. Đấy, cho nên đến thời điểm hiện tại mà anh chị nào mình còn nắm lại dòng bất động sản ấy, thì đó cũng là một cái bài toán phải nói là rất khó để mà em hướng dẫn cho anh chị mình xử lý được. Đấy, tại vì đa phần thì riêng bên em thì mình cũng đã giữ những cái tỷ trọng vốn từ những giai đoạn 1.300, 1.250 khi mà mình sai mình tuân thủ những điểm cắt lỗ mà mình đứng ngoài. Mọi người lưu ý ha. Đấy, mình sẽ quay trở lại mình nhìn về cái vận động của thị trường ở trong một cái tuần vừa qua sau khi mình điểm danh qua dòng bất động sản. Ngoài ra thì còn cái dòng thép anh chị. Đấy, dòng bất động sản và dòng thép là hai dòng mấy yếu tố đầu cơ rất cao, và nó liên tục những cái phiên giảm sàn thì mình không biết nó giảm đến thế nào, với những cái áp lực giảm gọi là cũng như là một cái quá trình mà tuột dốc không phanh của những cổ phiếu của dòng thép. Có ai tin Hoa Sen hiện tại nó về cái vùng giá dưới mệnh luôn chị. Một số cổ phiếu như Nam Kim nó cũng tương tự về dưới mệnh này. Nhiều anh chị mình đầu tư giá trị với cổ phiếu Hòa Phát mà không tin bây giờ nó về vùng giá 12. Dòng thép cũng là một cái dòng là tương đối tiêu cực ngoài dòng cổ phiếu của dòng bất động sản. Và bản chất vận động của thị trường chung em đã cùng chia sẻ với chị mình rất kỹ trong một cái buổi video của cuối tuần trước. Mọi người lưu ý á, hỗ trợ đáy 970, nhưng mà cái bản chất khi mà thị trường nó quay về nó test cái vùng hỗ trợ đáy trước đi kèm với khối lượng lớn, mọi người lưu ý, thì xác suất mà nó cũng đấy và cái mức độ rủi ro nó cao hơn rất nhiều so với cái việc mà nó test lại với khối lượng thấp. Và bản chất thị trường đã khủng đi cái vùng đấy với một cái phiên đóng cửa của tuần này. Mọi người lưu ý ha. Kết phiên ngày hôm qua thị trường đóng cửa vùng giá 954 đã chính thức khủng đi cái vùng đáy cũ, thì mình sẽ tiếp tục chờ thêm những cái tín hiệu vận động của thị trường. Đó là về những cái nguyên lý nếu như mà có test đáy thì phải test lại khối lượng thấp cho thấy áp lực bán nó ít đi anh chị. Còn đây thị trường càng test lại nè, hồi phục vol thấp là những cái nhịp bull chap nè, lôi kéo sự tham gia của nhà đầu tư nè, sau đó xuất hiện áp lực bán lại, áp lực bán lớn. Mà thường áp lực bán lớn nó đến từ tổ chức cái gì, họ bán tống bán tháo từ đầu phiên sáng, áp mở gấp đau họ đã bán anh chị. Mọi người lưu ý đó là một trong những tín hiệu cực kỳ rủi ro của thị trường ở trong một cái tuần vừa qua. Đấy, thì em đánh giá hiện tại lúc này những anh chị nhà đầu tư mình đa phần là mình đã đều mất niềm tin với thị trường chứng khoán. Mọi người lưu ý, và đây có thể gọi là một trong những cái giai đoạn mà giảm kinh hoàng nhất trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam từ lúc sơ khai. Mọi người lưu ý thì mình đo lường từ giai đoạn vùng đỉnh anh chị, thì mình có thể đo lường từ vùng đỉnh 1530 đến thời điểm hiện tại thị trường đã giảm đâu đấy là mình thấy gần 600 điểm anh chị, là một cái khoảng giảm cực kỳ lớn. Với một cái khoảng giảm 600 điểm này thì cái mức độ phần trăm giảm của thị trường là quanh quanh khoảng 38%. Cho nên trong giai đoạn năm 2022 này, với những anh chị nhà đầu tư nào mình đầu tư trên thị trường mà mình giảm thiểu được cái khoản thua lỗ, mình cái tài sản của mình bị sụt giảm đâu đó ít hơn 38% thì đó có thể gọi là thành công anh chị. Mọi người lưu ý tại vì rất nhiều những cổ phiếu dòng bất động sản giảm tới 90%. Anh chị mình nhìn lại những cổ phiếu DG đến gì, giá đâu đấy khoảng 100 nè. Đấy, những cổ phiếu DG trước khi chia cổ tức anh chị nha là 120 ấy. Đấy, thì mình tính giá sau chia đi, thể hiện tại là khoảng 100 nè, hiện tại còn về giá 10 là mình đâu đó mất khoảng 90% tài sản. Những cổ phiếu như anh chị mình thấy như sale đi, giai đoạn trước giá như anh chị, giai đoạn trước giá 100 nè, bây giờ còn giá 10, mất 90% tài sản. Dòng bất động sản là cái dòng bốc hơi cực kỳ lớn, mọi người lưu ý ha. Đấy, trên tài sản anh chị nào mà giảm thiểu ít hơn 38% thì mình đã tốt hơn so với thị trường chung. Và các dòng cổ phiếu còn lại, anh chị mình nhìn qua dòng chứng khoán nó cũng không có rơi ít đâu anh chị. Mình nhìn một số mà cổ phiếu ví dụ như là HCM đi, rơi từ 50 về 16-17, cũng khoảng 65 đến 70%. Một số cổ phiếu như VND, cái biên độ rơi nó vẫn còn lớn anh chị nha, từ 35 về giá chính 73%. Một số cổ phiếu như SI đi thì chị thấy như thế nào, nó giảm từ vùng giá 51 giờ còn 14, khoảng 73%. Mọi người lưu ý ha. Đấy, đó là tổng quan mà mình đánh giá với anh chị mình về cái sự sụt giảm rất là lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn của năm 2022. Đấy, và anh chị nào mà mình càng giữ được tiền thì nó lại là càng thành công anh chị. Tại vì anh chị phải hiểu một điều là gì, hai người đang chạy song song. Đấy, nhưng chỉ cần anh chị mình chạy đều thôi, anh chị mình chạy đều thôi mà cái ông còn lại ông bị hụt lùi thì anh chị mình đã lãi, thì anh chị mình đã hơn người ta rồi. Cho nên trong thời gian vừa qua ấy, năm nay á, năm 2022 á, anh chị nào mà giữ được tiền trong khi đó mặt bằng chung của nhà đầu tư bị sụt giảm về tài sản thì mình đã lãi hơn so với nhiều người rồi anh chị. Đấy, mọi người lưu ý ha. Cho nên chúng ta có thể làm với nhau một bài toán ngắn. Ví dụ anh chị mình thấy một bài toán ngắn đi, giai đoạn đầu tiên trong giai đoạn của năm 2022, mở đầu năm 2022 anh chị mình có 1 tỷ, nhưng sau những cái sự vấp ngã, những quá trình đầu tư khó ăn vừa qua, anh chị mình không tuân thủ cắt lỗ, càng trung bình giá càng khô lỗ, càng gia tăng quy mô vốn mình phải càng cắt lỗ. Thì bây giờ anh chị mình lỗ đấy khoảng 60% đi, đấy mình âm 60% thì tài sản của chị mình mất 600 triệu. Thì đâu đó bây giờ mình chỉ còn lại với một cái số lượng tiền tươi anh chị nha, tiền tươi hốt hoặc nói chứng tỏ chị mình không đã cắt lỗ cổ phiếu á, là mình còn 400 triệu. Mọi người lưu ý nha. Nhưng với một người khác trong giai đoạn năm 2022 ông cũng có 1 tỷ gì, nhưng mà ông tuân thủ về những điểm cắt lỗ, ví dụ như sai 7-8% thì ông cắt, thì bây giờ ông còn là 900 triệu. Đấy, nhưng đâu đó những cái thời gian vừa qua em cho là cái lượng 400 triệu này á, anh chị mình bắt đúng đấy luôn, bắt đúng cái vùng đấy và nó hồi phục lên bao nhiêu, hồi phục lên lãi khoảng 50%. Thì đâu đó anh chị mình sẽ cộng thêm được 200 triệu vào là mình lãi 200 triệu, thì total cái tài sản của mình á sẽ là 600 triệu. Mọi người lưu ý, nhưng mà anh chị mình lưu ý lãi 50% ở thị trường hiện tại là quá khó đi, là quá khó. Cho nên làm thế nào quan trọng nhất là anh chị mình giữ được tiền và gia tăng tài sản, lưu ý á. Nãy cho nên chị nào mình đã mất đi cái tài sản, mình còn khoảng cái lượng 400 triệu này á, mà để anh chị muốn kiếm ra được 1 tỷ á, là cực kỳ khó, mọi người lưu ý. Cho nên ông nào, nhà đầu tư nào mà tuân thủ các lộ, giữ được tiền là mình đã lãi hơn so với mặt bằng chung à. Đấy, mình chấp luôn những người nào mà bắt được cây đấy có lãi được 50% cũng không bằng cái lượng tiền hiện tại anh chị mình đang cầm khi mà mình tuân thủ các lỗ. Ví dụ em đánh giá cái ông 900 triệu này á, trong cái nhịp sau đi, ổng đánh rất là bình thường. Đấy, chỉ cần lãi khoảng 10% thôi chị, lãi 10% là rất bèo so với lãi 50%. Nhưng total là đã bao nhiêu gì, là cộng thêm 50-90 triệu nè. Đấy, thì total lại họ có 990 triệu, nó gần bằng cái vùng giá vốn 1 tỷ á, mọi người lưu ý á. Đấy, cho nên cái việc mà anh chị mình đầu tư chứng khoán á, đối với em á, giữ được tiền mới là cái điều quan trọng trước khi mình đi tìm kiếm cơ hội mình gia tăng lợi nhuận. Anh chị mình càng mất tiền mình càng khó kiếm lại, mất càng sâu càng khó kiếm lại. Ví dụ anh chị mình có 1 tỷ như em chia sẻ đây, mình mất 600 triệu mình còn 400 triệu, thì mình phải lãi đâu đấy khoảng 120%, 140% mình mới lấy là được và thu hồi được cái tài sản của chị mình. Mọi người lưu ý đó là một bài toán rất khó. Ví dụ trong một trường hợp khác anh chị mình mất 500 triệu đi chị, mà em dùng 1 tỷ anh chị mình mất 500 triệu vẫn là bài toán 1 tỷ anh chị ha. Cái ông C đi, đấy, ông bị mất 500 triệu, tài sản bây giờ chỉ còn 500 triệu. Để mà muốn hồi phục về cái vùng giá vốn á, là anh chị mình phải làm gì? Mình phải lãi x2 tài khoản. Lãi x2 tài khoản đối với cái khoản giá vốn 500 triệu này trong một cái chu kỳ sống sâu, thì anh chị mình mới hy vọng là mình hồi phục được 1 tỷ. Cho nên đó là bài toán rất khó. Cho nên phải, khi mà mình tham gia ấy, anh chị phải luôn luôn đặt cho mình cái suy nghĩ là gì? Trường hợp mình mua cổ phiếu đúng điểm mua, đúng kỳ vọng thì mình cứ nắm giữ. Nhưng trường hợp đúng điểm mua mà cổ phiếu không đạt kỳ vọng thì mình sẽ làm gì? Đó chính là điểm cắt lỗ anh chị. Và bài toán quan trọng nhất trên thị trường, trên những video gần đây em hay chia sẻ chị mình, đó chính là bài học về cắt lỗ. Đó là một bí kíp quan trọng nhất trên thị trường chứng khoán. Anh chị mình biết cắt lỗ, mình tuân thủ cắt lỗ thì em chắc chắn với chị mình, cái yếu tố mà anh chị mình đưa ra quyết định nó cực kỳ nhanh. Đấy, khi yếu tố anh chị mình quyết định nó rất là lẹ, mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên em nghĩ sau những giai đoạn khốc liệt của năm 2022 này vẫn là một câu nói cũ thôi, khi anh chị mình sai mình phải biết vì sao mình sai. Hệ thống đầu tư của mình nó đang gặp cái rủi ro gì, hệ thống đầu tư của mình nó chưa có điểm nào hoàn thiện. Ví dụ anh chị mình còn tư duy trung bình giá, anh chị mình còn tư duy giá rẻ, anh chị mình còn tư duy tích sản gom cổ phiếu, thì mình phải đánh giá lại và mình phải nhìn lại tài sản của mình với những cái hệ thống tư duy cũ kỹ ấy, mình có đang thành công hay không, mình có đang lãi hay không, mình có đang giữ tiền được hay không. Mình phải đánh giá lại, sai ở đâu mình sửa ở đó, thì sau này quá trình đầu tư của chị mình sẽ tốt hơn. Tại vì đầu tư trên thị trường chứng khoán là đầu tư lâu dài gì, chứ không phải là anh chị mình lao vào trong giai đoạn con sóng hồi ngắn rồi nó dập tơi tả rồi mình lại rời bỏ thị trường và mình chờ một con sóng hồi khác, không phải gì đấy. Cho nên chị mình lưu ý á, khi mình đã xác định lâu dài trên thị trường chứng khoán, cái điều quan trọng là phải kết nạp cho mình, rút ra cho mình bài học kinh nghiệm đấy. Cho nên đối với em á, có những nhà đầu tư mình đã tham gia từ những giai đoạn của năm 2008 đi chị đấy, mình tham gia 2008 đến thời điểm hiện tại là mình đã tham gia trên thị trường khoảng 14 năm. Mọi người lưu ý nhé, năm 2008 đó chị, đây là giai đoạn đỉnh điểm luôn này. Đấy, thì mình đã tham gia trên thị trường khoảng 14 năm đi. Thì đối với em á, cái thâm niên anh chị nha, thâm niên của một người nhà đầu tư kinh nghiệm dày dặn trên thị trường chứng khoán á, em không đo lường mà cái thâm niên anh chị mình tham gia đã lâu hay là mới tham gia. Đấy, ví dụ một người tham gia thị trường từ năm 2008, tham gia 14 năm, nhưng anh chị mình vẫn mắc phải những cái sai lầm, những pha sụt giảm, tài sản anh chị mình bốc hơi 80%. Những pha sụt giảm trong năm 2018, tài sản anh chị vẫn bốc hơi 80%. Những pha sụt giảm trong năm 2022, tài sản anh chị vẫn bị bốc hơi 80%. Anh chị mình không rút ra được cho mình một bài học kinh nghiệm nào cả từ những sai lầm vấp ngã trong quá khứ, thì bản chất anh chị mình không có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán. Đấy, thị trường chứng khoán là một thị trường mà đối với em, kinh nghiệm nó sẽ được đúc kết và rút ra từ những sai lầm trong quá khứ. Anh chị mình đã thay đổi nó như thế nào, mình giảm thiểu cái khoản thua lỗ của chị mình như thế nào. Ví dụ kinh nghiệm đối với em á, là năm 2008 anh chị mình lỗ 80% lúc đầu mình mới tham gia trên thị trường, thì bản chất sai lầm này không phải là lỗi của anh chị mình. Đấy, là mình chưa hiểu được bản chất vận động thị trường, nhưng sau đó anh chị mình đi học hỏi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, hoàn thiện hệ thống đầu tư. Trong những con sóng tăng anh chị mình kiếm rất tốt, và trong một con sóng giảm trong năm 2018 anh chị mình giữ được tiền. Mình chỉ còn lỗ đâu đấy khoảng 30% là do mình còn trung bình giá hay là bắt đáy gì đó đi, mình còn lỗ 30% thôi. Thì nó đã tốt hơn so với những chu kỳ sóng giảm 2008, và đến những chu kỳ sóng mình cầm được tiền. Mình đến những con chu kỳ sóng trong năm 2020, năm 2021, anh chị mình vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội và gia tăng được tài sản cực kỳ tốt. Và mình có đầu tư bình thường, thế nhưng mà mình tuân thủ những điểm cắt lỗ 8%, 10% thì mình giữ được tài sản. Giai đoạn vừa qua, tài sản anh chị mình chỉ sụt giảm tới khoảng 15% so với mặt bằng chung thị trường thôi. Thì đó là một cái điều rất thành công và gọi là một trong những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm thị trường. Nó là như thế, chứ không phải là mình đo lường bằng thâm niên. Anh chị mình tham gia 5 năm, 10 năm, 20 năm mà anh chị vẫn sai lầm thì mình cũng như không anh chị. Mọi người lưu ý á, trên kinh nghiệm phải được đúc kết từ những quá trình đầu tư. Anh chị mình rút ra được cho mình bài học kinh nghiệm gì? Đấy, nó gọi là đúc kết và chiết xuất. Đó, mình lưu ý ha. Thì đó là về những yếu tố mà em chia sẻ với những chị nhà đầu tư mình. Có thể là những ngày cuối tuần anh chị mình ngồi lại, mình suy nghĩ lại về những cái khoảng thời gian trong năm 2022 mình đang đầu tư như thế nào, hệ thống của mình ra sao, rút ra bài học kinh nghiệm. Thì chị mình có thể trao đổi trực tiếp với em. Đấy, ví dụ những cái sai lầm nào anh chị mình chưa xử lý được, mình gọi là gì, mình chưa hoàn thiện được. Đấy, mình cần sửa sai như thế nào thì mình có thể liên hệ với em, mình có thể trao đổi trực tiếp với em thông qua cái số Zalo 0974 046220. Chị mình lưu ý mình có thể liên hệ với em rất thoải mái. Đấy, khi mà em tiếp nhận những cái cuộc gọi của anh chị mình trong khoảng 2 tuần vừa qua ấy, là cực kỳ nhiều để mình chia sẻ với em về những cái câu chuyện trên thị trường chứng khoán và mình rút ra bài học nào mới là cái điều quan trọng anh chị ha. Đấy, cho nên khi mà trên thị trường á, mình mất tiền á, thì mình sẽ kiếm lại được anh chị. Đấy, mà mình không có cái kiến thức á, thì chắc chắn khi mình nó vào những cái chu kỳ của những cái con sóng sâu á, thì mình có tiền mà mình không có kiến thức thì mình sẽ không bao giờ mình đón nhận được những cái cơ hội lớn anh chị. Mọi người lưu ý ha. Đấy. Và tổng quan về cái tín hiệu vận động của thị trường chung á, thì mình sẽ đánh giá với anh chị mình trong ngắn hạn hiện tại nó vẫn là trong một cái xu hướng giảm chị nha. À, ngắn hạn nó vẫn giảm, trung hạn nó vẫn giảm và dài hạn nó vẫn giảm. Thì đây là một trong những cái xu hướng mà anh chị thấy là sideways down của thị trường chung anh chị. Điều đây là một xu hướng sideways down anh chị. Khi hồi lên trong một cái biên giảm tiếp tục hạ đỉnh hạ đáy nè, trong một cái xu hướng giảm nó có nó về biên dưới, nó hồi lên biên trên là bình thường anh chị nha. Nhưng mà chắc nó cũng sẽ không tạo ra được những cái điểm mua hay là bất kỳ gì cả. Một điểm tích cực nhất của thị trường đang là một trong những cái tín hiệu sideways down, mọi người lưu ý ha. Đấy. Và mình thấy bản chất trong một cái xu hướng giảm á, là một xu hướng yếu. Mọi người lưu ý á, xu hướng giảm là một xu hướng nó không có dòng tiền. Cho nên vì sao á mà những anh chị mình đang bị mất niềm tin với thị trường chứng khoán á, là mình thấy là gì anh chị? Thường trong một xu hướng giảm là những cái nhịp cổ phiếu và thị trường sẽ hồi phục xanh điểm vào buổi sáng, mọi người lưu ý á, và bị bán ngược trở lại vào buổi chiều. Đấy, đó là một xu hướng giảm và cái tín hiệu yếu của thị trường chung. Ngược lại, trong một xu hướng tăng là anh chị mình sẽ thấy là gì? Thị trường sáng mở phiên sẽ đỏ và kéo lại xanh giá vào buổi chiều. Đấy, đó là trong một xu hướng tăng. Mọi người lưu ý, sau này chị mình tham gia nhiều sẽ đúc kết được những cái bài học. Cho nên chị mình thấy á, những phiên gần đây của thị trường chung á, sáng xanh là chiều đỏ, sáng xanh là chiều đỏ, sáng xanh là chiều bị ngược, sáng xanh là chiều bị bán ngược. Đấy, và chị mình thấy là trong một cái phiên 16 vừa qua, buổi sáng thị trường của chúng ta hồi phục cực kỳ tốt chị. Có những thời điểm nó hồi phục được vùng giá 966 là tương ứng thị trường đã tăng đến gần 20 điểm anh chị ha. Đấy, sau khi mà nó có xuất hiện một số cái tín hiệu từ hiệu ứng tăng giá của chỉ số chứng khoán Mỹ trong buổi tối ngày 25, tăng ra đấy khoảng 1.200 điểm. Sau cái thông tin công bố về CPI, thông tin về chỉ số tiêu dùng của Mỹ đang giảm trở lại và lạm phát đang hạ nhiệt thì nó cũng khá là tích cực đến mặt bằng chung của thị trường tài chính. Mọi người lưu ý thì Dow Jones cũng tăng, mặt bằng chung thị trường tài chính toàn cầu cũng tăng, nhưng với VN Index có tín hiệu tăng vào buổi sáng nhưng nó không duy trì được yếu tố dòng tiền. Và đặc biệt là anh chị mình thấy là thị trường tăng mở gap, một lối trong một xu hướng giảm mà thị trường mở gap up, vận động buổi sáng xanh giá, không duy trì được yếu tố dòng tiền, bị áp lực bán ngược vào buổi chiều là điều tất yếu. Mọi người lưu ý ha. Đấy, trên đó là một xu hướng giảm vào cái thị trường yếu, nó luôn luôn xuất hiện những cái tình trạng như vậy. Đấy, cho nên ở trong những cái giai đoạn hiện tại á, nhiều anh chị mình cũng hay chia sẻ là gì anh chị, thị trường hiện tại của chúng ta là một cái thị trường mà nó đi ngược lại so với mặt bằng chung của thế giới, thì đó cũng là đúng anh chị. Tại vì chúng ta đang trong một xu hướng giảm mà, thì cũng như em chia sẻ với những chị nhà đầu tư mình á, trong một xu hướng giảm là một xu hướng sẽ miễn nhiễm với tin tốt. Anh chị mình thấy Dow Jones nó tăng 1.200 điểm và nên đến đóng cửa tăng 7 điểm. Mọi người lưu ý Dow Jones chỉ cần, nhưng mà ngược lại nha, cái phiên ngày hôm trước anh chị Dow Jones nó giảm bao nhiêu, cái phiên ngày hôm thứ năm á là tối thứ tư Dow Jones giảm 600 điểm, bốn sau VN Index mở phiên giảm 38 điểm. Đấy, đó là một trong những tín hiệu về xu hướng. Cho nên đối với em á, mình tham gia mà trên thị trường chứng khoán á, mình không biết được thông tin đó gì, mình phải luôn luôn có những cái hệ thống để mình đón nhận thông tin, kể cả thông tin tốt và kể cả thông tin xấu. Đối với em quan trọng nhất vẫn là xu hướng của thị trường chung, mình dựa vào xu hướng để mình đón nhận thông tin và mình đánh giá thông tin, từ đó mình đưa ra cho mình một cái chiến lược đầu tư. Mọi người lưu ý á, và một xu hướng giảm là một thị trường yếu, cho nên những cái pha giảm điểm á, là anh chị mình thấy sẽ là một cái pha giảm điểm đồng pha của các dòng cổ phiếu. Nhưng mà ngược lại, lúc mà thị trường hồi phục trong đầu phiên sáng hơi xấu đi thì nó lại mang cái màu sắc phân hóa, giảm thì đồng pha, hồi thì sẽ phân hóa. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cho ví dụ anh chị thấy trong phiên vận động hôm buổi sáng ngày hôm qua ấy, buổi sáng hồi phục nó đến từ những cổ phiếu của dòng ngân hàng nè, những mã cổ phiếu của nhóm VIM30 nè, những mã cổ phiếu trụ. Ngược lại, nhưng mà cổ phiếu bất động sản, nhưng mà cổ phiếu chứng khoán, nhưng mà cổ phiếu dòng thép, nhưng mà cổ phiếu dòng mid cap nó vẫn giảm la liệt. Cho nên vì sao mọi người sẽ thấy là trong phiên ngày hôm qua thị trường đóng cửa tăng 7 điểm, nhưng nó đến đa phần từ nhóm ngân hàng anh chị. Khi mình nhìn với yếu tố về chuyển động ngành đi thì chị mình thấy thị trường tăng đến 7 điểm, ngân hàng nó chiếm khoảng 7 điểm luôn. Nó coi như là nó chiếm hết cái tỷ trọng tăng điểm của thị trường chung mà, hoặc là một số mà cổ phiếu trong nhóm VN30 như Vietcombank, Masan, BID, Vic thì nó cũng đã chiếm một cái tỷ trọng tăng điểm. Ngược lại, anh chị mình thấy mà mình bóc tách vào các dòng cổ phiếu bên trong của thị trường chung thì các dòng cổ phiếu vẫn giảm sàn la liệt. Những cổ phiếu của dòng bất động sản khi mà anh chị mình nhìn lại đây nó vẫn sàn la liệt, mặc dù thị trường tăng điểm anh chị nha, là một trạng thái mà xanh vỏ đỏ lòng, là một trạng thái mà chúng ta có thể nói là gì anh chị, VN Index lúc này cái trạng thái như là chết lâm sàng anh chị. Nhìn bên ngoài thì có vẻ là gì, có vẻ xanh sao đấy, nhưng mà bên trong là coi như là cái nội tạng không còn hoạt động nữa, là những cổ phiếu bên trong bất động sản nó sàn la liệt luôn, sàn không biết đâu là hồi kết. Những mà cổ phiếu anh chị mình nhìn qua dòng cổ phiếu của dòng thép nên gì nó cũng tương tự, những cổ phiếu Nam Kim, Hoa Sen nó vẫn sàn. Những cổ phiếu mà mình nhìn qua cổ phiếu của dòng chứng khoán nó vẫn có những cổ phiếu nó sàn la liệt, những cổ phiếu HCM, những cổ phiếu như VCI áp lực bán ngược trở lại vào buổi chiều là cực kỳ lớn. Mọi người lưu ý ha. Đấy, trong thì có vẻ thị trường đóng cửa xanh đấy, nhưng bên trong thì nó cực kỳ gọi là gì, cái tín hiệu rủi ro với các dòng cổ phiếu còn lại khi mà đóng cửa vùng giá cực kỳ thấp. Đấy, đó là những cái tín hiệu mà mình sẽ thấy được trong xu hướng giảm, nó liên tục nó xuất hiện con gì. Cho nên vì sao á, những anh chị nhà đầu tư nào á mà mình cảm giác là gì chị, mình cảm giác thị trường nó xanh, cổ phiếu nó xanh, mình lao vào mua là đa phần hàng về là mình đều cắt lỗ gì. Đấy, cho nên trong một xu hướng giảm nó luôn luôn xuất hiện những cái nhịp bull chap, mà để tránh né những nhịp bull chap này á, anh chị phải quản trị cho mình một cái tâm lý nó tốt. Tại vì thấy xanh là những người nhà đầu tư cầm tiền á, là toàn thấy cơ hội là dễ lao vào mua lên chị. Đấy, đặc biệt là khi mà cá nhân em đi, mình đánh giá với anh chị mình là liệu thị trường bao giờ, khi nào đà giảm nó sẽ kết thúc. Anh chị mình lưu ý thì với thị trường hiện tại á, nó rất khó để mà nó xuất hiện một cái phiên bùng nổ theo đà để mà nó đi lên, thậm chí ở đây là nó khủng đáy luôn này chị, khủng đáy là phải đếm lại ngày nỗ lực hồi phục ấy. Mọi người lưu ý á, thị trường này thiếu đi dòng tiền là cực kỳ nghiêm trọng luôn đó. Thì một cái thị trường mà thiếu dòng tiền á, thì mình sẽ đánh giá nó khá là giống với những cái giai đoạn của năm 2012 gì. Ví dụ chị thấy nè, giai đoạn của năm 2012 đây là một xu hướng giảm nè, quá trình sideways down á chị nha, thấy rõ ràng đây là quá trình sideways down nè, sideways down nè, nó giảm tăng giảm trong cái biên giảm đó. Đến khi nào đây cũng tương tự là trong ngắn hạn vẫn là quá trình sideways down anh chị, trong xuống ngắn hạn vẫn là quá trình sideways down, nó giảm đến khi nào gì hết, càng giảm càng kiệt cung, càng giảm càng kiệt cung á thì mới tốt anh chị nhá. Càng giảm là càng kiệt cung nè, đấy thì nó sẽ chờ đợi cái tín hiệu dòng tiền hồi phục đi vào, thì nó quay đầu nó tăng trở lại. Mọi người lưu ý ha, đấy trên thị trường hiện tại là sẽ không có những phiên thường, chắc chắn nó chìm khoảng 80%, thường 80% thì rất khó để mà xuất hiện những phiên bùng nổ theo đà để mà nó bước vào một con sóng được. Cho nên thì những quá trình sideways down đây làm kẻ chìm mình trong ngắn hạn nè, đấy có thể nó hồi phục lên trụ xuống, hồi phục lên trụ xuống, đến khi nào mà chìm thấy nè volume này nó kiệt đi nè, còn volume này nó còn lớn quá, nhìn thấy những quá trình test lại volume lớn rất dễ nó khủng đấy, khi nào cái test lại phải kiệt đi nè, kiệt đi nó chờ đợi những cái điểm dòng tiền hồi phục đi vào thì nó mới có những cái điểm ngắn hạn. Mọi người lưu ý ha, đấy trên thị trường này là một thị trường mình sẽ chờ đợi. Ví dụ mình thấy trong giai đoạn của năm 2019 nó cũng thế gì, nhưng mà thị trường 2019 á nó tích cực hơn, có nghĩa là gì, nó tạo được một cái vùng biên sâu những phiên nỗ lực hồi phục thứ nhất nè, nó cũng không có bùng nữa theo đà, nó thiếu dòng tiền đổ đây, nhưng mình tích cực là tạo được cái vùng biên ở trên vùng đáy, tạo biên trên vùng đáy cũng không có bùng nổ theo ra, nhưng sau đó xuất hiện những điểm xác nhận con sóng hồi phục để nó bước đi lên trước khi nó tái tích lũy lại ở một vùng giá phía trên. Mọi người lưu ý ha, đấy thị trường hiện tại nó tương đối yếu, mà nhìn chung là em cũng đã tham gia trên một thị trường này cũng đủ lâu đấy, thâm niên của mình xét về góc độ về kinh nghiệm chiết xuất á, thì nó cũng khá là tốt ấy, để mình có những cái yếu tố mình phản ứng nhanh để mình đứng ngoài được trong một khoảng thời gian vừa qua. Nhưng mà bản chất năm nay là một cái giai đoạn mà mình chưa bao giờ mình chứng kiến ở thị trường chứng khoán Việt Nam luôn chị, nói chung là nó quá khốc liệt đi, thì mình có thể gọi là một trong những cái giai đoạn mà vỡ trận của tổ chức. Hay trên những cái tổ chức đôi cũng còn kẹp lại những lượng cổ phiếu, ví dụ như cổ phiếu Novaland như con bô cung này anh chị, nhưng cổ phiếu BDR là bây giờ tôi bịch cung như thế này ai mà bán được. Mọi người lưu ý ha. Đấy tiếp theo mình sẽ cùng đi giải đáp những cái thắc mắc của chị nhà đầu tư mình. Hiện tại chắc chắn với chị mình là giá cổ phiếu đang rất rẻ, thì liệu mình có nên tích sản hay không? Thì đầu tiên mình phải làm rõ với nhau về một cái luận điểm khống đầu tư của chị mình theo phương pháp nào. Với cá nhân em, mình theo một cái phương pháp VSA. VSA là mình đi phân tích về yếu tố về volume spread analysis, mình phân tích về dòng tiền, phân tích về cung cầu, hành vi của tổ chức họ đang làm gì trong những giai đoạn hiện tại, để từ đó mình đưa ra cho mình một cái chiến lược đầu tư. Và trong cái phương pháp VSA mình phải đi phân tích từ cái tổng thể đến cái chi tiết anh chị. Cái tổng thể đây là thị trường chung, mọi người lưu ý nha, phải đi phân tích từ thị trường chung. Thị trường chung trong một xu hướng tăng thì 80% cổ phiếu sẽ tăng, thị trường chung trong một xu hướng giảm thì 80% cái cổ phiếu sẽ giảm. Thì 80% cổ phiếu giảm, chỉ có 20% cổ phiếu còn lại tăng thì nó quá khó, cơ hội nó quá nhỏ để cho anh chị mình đi kiếm lại. Và với thị trường chung quan trọng nhất là xu hướng, từ xu hướng nó sẽ quyết định được tất cả. Một cổ phiếu trong một xu hướng tăng của thị trường, mặc dù cổ phiếu yếu anh chị nha, một cổ phiếu yếu trong một xu hướng tăng thì bản chất nó cũng sẽ trở thành một cổ phiếu mạnh. Mọi người lưu ý, một cổ phiếu mạnh trong một xu hướng tăng thì nó sẽ càng mạnh hơn. Ngược lại, một cổ phiếu mạnh trong một xu hướng giảm thì nó cũng sẽ yếu. Một cổ phiếu yếu trong một xu hướng giảm thì nó sẽ càng yếu hơn. Mình sẽ lấy ví dụ cho anh chị mình. Một cổ phiếu yếu trong một xu hướng giảm là con DG, xu hướng giảm rồi đây. Ôi trường chung cũng trong xu hướng giảm thì nó lại càng yếu hơn. Nó kẹo mà mình thấy biên rơi ghê anh chị, quá kinh khủng. Ngược lại, một cổ phiếu mà có thể gọi là một cổ phiếu mạnh đi, trong một xu hướng tăng, mình nhìn ngắn gọn này, mình nhìn là con BVD đến giai đoạn của giai đoạn tháng 10 nha, giai đoạn tháng 10 anh chị, thì nó vẫn là một cổ phiếu giữ được cái biên xu hướng tăng. Nhưng mà nó gặp thị trường chung xu hướng giảm thì nó cũng phải yếu đi, xuất hiện những phiên xác nhận gãy là gì, thấy úp thớt nè, những phiên áp lực bán lớn nè, thì mình phải hạ ra ngay. Còn chị nào không hạ từ cái điểm này là quy mô vốn mình là cực kỳ rủi ro đúng không? Đấy, những điểm hôm trước mà có hồi lên test lại cũng hướng dẫn chị mình là có hồi lên cũng nên hạ ra đi. Những cổ phiếu này xác nhận điểm gãy anh chị, mọi người lưu ý á, thì hồi nó phải về cái nền dưới, trước tiên là phải về cái nền dưới, đấy rồi mới có những tín hiệu nó hồi phục trở lại. Mọi người lưu ý á, nên một cổ phiếu mạnh trong một xu hướng giảm thì nó cũng yếu. Đó, ngược lại trong một xu hướng tăng, mình nhìn trong những giai đoạn của năm 2020, năm 2021 thì anh chị mình sẽ thấy một số mà cổ phiếu á, ví dụ như FLC đi, thì bản chất ai chả nói đây cũng mạnh thôi chị, nhưng bản chất một cổ phiếu yếu trong một xu hướng tăng thì nó cũng tăng. Đấy, còn một cổ phiếu mạnh ví dụ như trong năm 2020, năm 2021 là những cổ phiếu mạnh như DG đi chị nào, những cổ phiếu mà khi mà nó vào sóng á, mô hình nền tảng tích lũy anh chị. Đấy, đây là xu hướng tăng cổ phiếu nè, cũng là xu hướng tăng của thị trường nè, thì nó lại càng mạnh hơn đó chị. Nó tăng kinh điển trong giai đoạn của năm 2021 đúng không? Thì mình lưu ý á, quan trọng nhất là chúng ta phải quay trở lại đó là về xu hướng của thị trường. Ai hiểu được xu hướng thì mình sẽ đầu tư rất là thành công. Phải mọi người lưu ý, mình sẽ giảm thiểu được những quá trình về rủi ro. Đấy, cho nên đó là với chiến lược đầu tư của em là mình thuận theo xu hướng của thị trường chung, phù thịnh không phù suy. Đấy, thị trường nó thịnh thì mình tham gia, thị trường nó suy thì mình giữ tiền. Đó, cho nên mình sẽ quay lại cái câu hỏi của chị mình là giá cổ phiếu đã rẻ rồi đấy, thị trường đã chiết khấu về vùng giá xa, giá thấp rồi đấy, thì có nên tích sản hay không? Thì chiến lược của em là mình không tích sản cổ phiếu, mọi người lưu ý ha. Đấy, và em cũng là gì, mình cũng không phải là những nhà đầu tư theo giá trị. Đấy, mình cũng không phải là những nhà đầu tư mình chờ giá cổ phiếu rẻ để mình mua, để mình gom cho 3 năm, cho 5 năm, cho con cháu sau này. Thì mình không phải là một cái trường phái như thế, thì có thể gọi là em không phải là những nhà đầu tư mình đủ sự kiên nhẫn đi để mình đặt niềm tin vào doanh nghiệp, mà mình chỉ là những nhà đầu cơ thôi. Chứ bản chất em là những nhà đầu cơ, tiền bánh em xu hướng mà mình thuận theo dòng tiền, mà dòng tiền tham gia đẩy giá cổ phiếu thì mình ký sinh theo dòng tiền, mình theo xu hướng cổ phiếu mình kiếm tiền, mình ăn chênh lệch giá. Chứ mình không phải là một nhà đầu tư theo cơ bản doanh nghiệp, phân tích cơ bản doanh nghiệp, chỉ số chỉ báo này nọ để mình nắm 3 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm. Thì đó là như thế. Nhưng liệu những anh chị nhà đầu tư mình trong một cái giai đoạn vừa qua, trong một cái biên xu hướng giảm rất mạnh của thị trường, có thể gọi là một giai đoạn suy thoái của thị trường chứng khoán đó anh chị. Đấy, thì những cái giai đoạn mà suy thoái á, là một trong những giai đoạn mà nó giảm kinh hoàng đó anh chị. Thì liệu anh chị mình tích sản những cổ phiếu mình càng giảm càng gom, càng giảm càng gom, thì liệu mình có đủ tiền hay không? Chúng ta không phải là Warren Buffett. Ví dụ anh chị mình có 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ thì chúng ta cũng chỉ là những nhà đầu tư cá nhân. Dòng vốn của mình nó có giới hạn anh chị. Đấy, mà càng giảm càng gom thì mình gom đến bao giờ mới biết là đẩy anh chị. Mọi người lưu ý ha. Và anh chị mình gom cổ phiếu, mình mua giá rẻ trong 3 năm, trong 5 năm. Nhưng liệu trong ngắn hạn thời gian vừa qua, anh chị mình nhìn lại tài sản của mình đi, mình có lãi hay không? Hay là những khoản lỗ của chị mình càng ngày nó đang càng gia tăng. Mình lỗ 20%, mình lỗ 30%, càng trung bình giá, càng gia tăng cái quy mô vốn, anh chị mình càng lỗ. Nếu như hồi xưa tại vùng giá 1.500 đi, anh chị mình tích sản đi. Đấy, em không quan tâm là anh chị mình tích sản giá nào, nhưng mình phải quan trọng là phải có điểm cắt lỗ. Ví dụ tại vùng giá 1.500, anh chị mình có 1 tỷ, tiếp tục mình làm với nhau về những bài toán. Ví dụ tại vùng giá 1.500 điểm, anh chị mình có 1 tỷ. Mình bắt đầu mình chia ra mình gom cổ phiếu anh chị nha. Ví dụ chị mình lấy vị thế mình gom hàng trước 300 triệu đi. Đấy. Nhưng cổ phiếu anh chị mình lỗ 8%. Thì đối với em thường mà cứ lỗ 8% là cắt lỗ chị. 8% là mình tương hỗ mình cắt lỗ ra. Thì với cái khoản lỗ anh chị mình á, là mình thua lỗ bao nhiêu? Thua lỗ chỉ có 24 triệu thôi anh chị. 24 triệu mà chênh lệch so với 1 tỷ á, thì nó chỉ là 2,4% là nó cực kỳ ít anh chị nha. Đấy, nhưng càng giảm anh chị mình càng gom, càng giảm anh chị mình càng gom. Thì bắt đầu cái tổng cái quy mô vốn á, ở thời điểm hiện tại á, là bắt đầu anh chị mình 1 tỷ là tiền mặt anh chị nha. 1 tỷ tiền mặt cộng thêm 2 tỷ tiền mặt riêng. Tại vì sao? Khi mà anh chị mình gom hết tiền mặt, mình thấy giá cổ phiếu nó càng rẻ nữa thì mình bị dính vào một cái tư duy là hiệu ứng mỏ neo. Hiệu ứng mỏ neo là gì? Là một cái hiệu ứng mà anh thấy anh chị mình sẽ áp dụng trong những cái mô hình kinh doanh. Ví dụ hiện tại tháng 11 là sẽ xuất hiện những cái gọi là gì chị, sự kiện về Black Friday đó chị. Đấy, về những cái tháng mà mua sắm ấy, thì anh chị mình thấy là những cái đại lý, những cái mặt hàng nó được giảm giá rất nhiều. Nhưng bản chất một cái hiệu ứng mỏ neo, ví dụ hồi xưa, ví dụ một cái áo hồi xưa có giá 500.000, giá thị trường là 500.000, nhưng bây giờ chủ shop họ nâng lên 1 triệu, và sau đó họ để cái bảng là Black Friday giảm giá 50% còn 500.000. Thì bản chất giá trị cái áo không thay đổi, mức giá chị mình mua sau khi sale và trước khi sale nó vẫn không thay đổi. Nhưng anh chị mình thấy được giảm 50% so với 1 triệu là mình cảm giác mình được mua giá rẻ, và khi đó mình sẽ chấp nhận với một cái mức giá đó. Thì đó gọi là hiệu ứng mỏ neo. Trong chứng khoán nó cũng tương tự anh chị. Ví dụ anh chị thấy hồi xưa con đê thị trường vùng giá 1.500 đi, anh chị mình tích sản Hòa Phát giá 40, sau này giảm về 35, giảm về 30, giảm về 20, giảm về 25, giảm về 15, giảm về 12. Hiện tại mình thấy nó rẻ quá, nó rẻ so với trước đó, mình bị hiệu ứng mỏ neo. Thì giai đoạn trước mình đã gom rồi, thì càng giảm mình lại một cái tư duy là mình sẽ gom thêm, mình gom hết tiền mặt, mình sẽ gom đến cái lượng hàng mặt ghim. Thì tổng quy mô vốn anh giữa đây là 3 tỷ, và đến mà cầm đến bây giờ anh chị mình lỗ ít nhất á là cũng phải bao nhiêu, phải 25%. Mà anh chị mình tính đi, lỗ 25% của 3 tỷ này là cái quy mô vốn của anh chị mình nó bắt đầu nó càng lớn anh chị. Quy mô vốn của anh chị mình càng ngày nó càng to hơn à. Mọi người lưu ý á. Đấy, trên đó là một trong những cái tín hiệu mình sẽ thấy được. Ví dụ anh chị mình lỗ 25% của 3 tỷ thì mình tính sơ sơ là anh chị mình đã âm mất 750 triệu trên cái tổng tài sản là chỉ có 1 tỷ tiền tư anh chị nha. Nên mình đã mất 75%. Đấy, cho nên anh chị mình trung bình giá mình càng gom trong một xu hướng giảm, mà mình không để ý là tổng quy mô vốn của mình càng ngày càng bị khâm hụt. Đấy, đó là những cái sai lầm của những nhà đầu tư. Cho nên đối với em cơ bản hay là đầu cơ hay là VSA hay là VSB, VSY gì đó, nên tuân thủ điểm cắt lỗ. Bất kỳ phương pháp nào cũng vậy, quan trọng nhất là phải có điểm cắt lỗ. Tại vì khi mà anh chị mình gom cơ bản á, là mình sẽ bị cuốn vào trạng thái của doanh nghiệp anh chị. Đấy là mình đặt niềm tin vào doanh nghiệp, nhưng đến những thời điểm mình mất niềm tin như bây giờ. Nhiều anh chị mình lại hỏi em là gì, hồi xưa mình tích sản theo cổ phiếu Hòa Phát cách đây khoảng 6 tháng, bây giờ mình thấy thị trường nó giảm quá, Hòa Phát nó ra nhiều tin xấu quá, thì bản chất vùng đáy là luôn luôn có tin xấu anh chị, để tạo tâm lý ép bán mà mọi người lưu ý. Thì bắt đầu tâm lý anh chị mình sợ doanh nghiệp phá sản anh chị nha. Như anh chị mình nói với em là mình sợ Hòa Phát phá sản là bắt đầu em cảm giác là anh chị mình mất niềm tin lắm rồi. Mà thường nhà đầu tư cơ bản là những nhà đầu tư mà hay bán ngay đáy nhất mới là những nhà đầu tư cơ bản đấy. Cho nên đối với em trên thị trường chứng khoán Việt Nam á, là một thị trường đầu cơ, nó có tính chu kỳ, nó lên như thế nào thì nó sẽ về như thế đấy, nó lên như thế nào nó sẽ về như thế đấy. Anh chị mình nhìn những cổ phiếu Hòa Phát nè, anh chị thấy trong một cái chu kỳ của năm 2018 không, nó lên từ cái nền tích lũy này, từ giá xấu nè lên 18, sau đó lại về giá xấu đấy, từ giá xấu giá 7 ở đây nó lên giá 42, hiện tại vì bao nhiêu gì Hoa Sen chứ về giá 8. Đó là tính chu kỳ anh chị. Thị trường chứng khoán Việt Nam luôn luôn có tính chu kỳ, mọi người lưu ý. Chứ mình tích sản thị trường chứng khoán Việt Nam á thì em đánh giá nó không tối ưu, mọi người lưu ý. Em rất ít những cổ phiếu nó mang sự tăng trưởng, ví dụ như Vinamilk anh chị, tích sản hồi năm 2008 tới giờ là nó tốt anh chị nha. Đấy, nó đều là sự tăng trưởng từ 2008 giờ là Vinamilk đều là sự tăng trưởng. Giá 8 hồi xưa giá 5 nè, bây giờ anh chị mình nhìn lại giá 75 thì nó khác biệt. Hoặc là FPT nó lại mang sự tăng trưởng, nhưng thực sự anh chị mình chỉ đếm được trên đầu ngón tay ra, và đa phần anh chị mình thuận theo xu hướng nó sẽ tốt nhất đấy, mọi người lưu ý nha. Đó thì đó những vấn đề em chia sẻ với chị mình. Mình không quan trọng là anh chị mình đầu tư theo phương pháp nào. Ví dụ như em thì mình không có tư duy giá rẻ, mình không có gom cổ phiếu, tại vì mình gom trong ngắn hạn thời gian vừa qua nhìn lại đều lỗ cả chị, lỗ ít nhất là cũng phải 20 đến 30% đấy. Và chị mình lưu ý giá cổ phiếu rẻ, ví dụ chị mình nhìn Hòa Phát đi, giá hiện tại là giá 12, bản chất là một cái giá rất rẻ đúng không? Bản chất em thấy đây cũng là một cái giá rất rẻ so với giá 40 giá đỉnh trước đó. Nhưng cái nguyên lý giá rẻ chưa chắc là giá đáy và giá khấp chất của cổ phiếu, mọi người lưu ý ha. Đấy, tại vì đó giá rẻ chỉ là một cái tư duy mà chị mình phản biện cho mình là giá nó đã rẻ rồi, nhưng không có ai chắc chắn đó là đáy anh chị, mọi người lưu ý. Mà bản chất nếu như mà chị mình có mua đúng đáy đi thì tổng quy mô vốn chị mình cũng không có lãi, tại vì vùng trên chị mình mua nhiều, vùng đáy chị mình mua được bao nhiêu, sức mua làm gì còn. Ví dụ em cho chị mua đúng đáy giá 12, sau này Hòa Phát lên luôn giá 20 đi, thì bản chất tổng quy mô vốn chị mình thì cũng quanh quanh vùng giá vốn thôi, chứ không có lãi được gì, mọi người lưu ý ha. Đấy, đó là trường hợp tích cực nhất và tốt nhất luôn ấy, là đúng ngay vùng đáy và cổ phiếu hồi phục lên tốt ấy. Còn bản chất anh chị mình sẽ thấy một cái điều đặc tính chung á, anh chị mình có thể nhìn lại đi, ví dụ chị mua đúng được cái vùng đáy Hòa Phát là trong giai đoạn của năm bao nhiêu, năm 2019 anh chị nha, dìm cho đây là đúng vùng đáy luôn nè, đúng vùng đáy giá 8 giá 9 ở đây nè, thì bản chất anh chị mua đúng vùng đáy. Nhưng mà anh chị mình nhìn lại cổ phiếu nó rất mất thời gian, nó bước vào chu kỳ tăng ấy, nó sẽ mất thời gian, còn sideways để chán chê nè, nó tích lũy lại nè, chứ bản chất không phải đấy là cổ phiếu hồi phục lên chữ V gì nha, không có đâu, nhưng mình lưu ý đấy. Cho nên anh chị mình đừng có làm những cái việc khó. Nhiều anh chị hỏi em là bây giờ có mua bắt đáy không em, thì nó là như thế anh chị. Em cho là anh chị mua đúng đáy mình cũng không nắm dài được, đúng đáy anh chị mình cũng không có lãi được anh chị. Đấy, và cũng không ai làm giàu từ việc bắt đáy. Cho nên thời gian vừa qua ấy, room hệ không có thằng bên em đi đấy, nhờ mình tuân thủ, mình đánh theo xu hướng, mình tuân thủ những điểm tiết lộ, mình tuân thủ cái quá trình mà mình tham gia cho là thị trường, mình chọn điểm mua cho nó kỹ, và thị trường chưa có dòng tiền thì mình giữ cái dòng vốn của mình đấy. Cho nên nhờ mình tuân thủ như thế, và mình cũng có quan điểm rất rõ ràng với chị mình tại Robert Thang, cho nên mình mới sống sót ở thị trường đến thời điểm hiện tại đấy. Đó là những gì mình chia sẻ với chị mình rất nhiều. Nãy quan điểm của em là một quan điểm an toàn thôi, mình luôn luôn suy nghĩ yếu tố rủi ro trước khi mình đi tìm kiếm lợi nhuận, và mình luôn luôn bảo vệ cái tài sản của khách hàng mình là cái tiêu chí đầu tiên đấy. Tại vì thực chất á, khi mà chị mình nhìn lại á, thì cái có thể gọi là gì, cái mặt bằng chung về thu nhập của công việc của em đi, thực ra là nó bị sụt giảm đâu đó khoảng 50 đến 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Đấy, nó cũng anh chị mình nhìn vào cái báo cáo tài chính của công ty chứng khoán như thế nào á, thì cái công việc bản chất của tụi em á nó cũng như thế gì, thu nhập của mình á thì cũng đến từ cái công việc này mà. Đó, mình lưu ý ha. Nhưng mình không vì cái phần thu nhập mà mình đi đặt cược vào cái rủi ro cho này. Cho anh chị mình thấy trong thời gian vừa qua, một tháng vừa qua ấy, room anh em á hầu như là anh chị mình ngồi chơi thôi, anh chị mình đứng im thôi. Nãy mình cũng không có những tình trạng giao dịch, thì bản chất thu nhập của em á nó cũng đâu có được gia tăng đâu gì, mà ngược lại sụt giảm rất là lớn. Nhưng mình cảm thấy vui vì mình giữ được tiền cho khách hàng bên mình, chứ không phải là mình thấy buồn vì doanh thu nhập của mình sụt giảm á chị. Tại vì cái nghề chứng khoán này là nghề có tính chu kỳ. Ví dụ nghề chứng khoán trong 2 năm vừa qua đi, thì chị thấy cái thanh khoản thị trường nó gia tăng, thì cũng đồng nghĩa cái mức thu nhập mặt bằng chung của nghề nó cũng tăng. Đấy, thì nghề chứng khoán nó cũng có một câu nói rất hay là 1 năm ăn 10 năm, nó là như thế chị. Đấy, cho nên mình quan trọng về cái việc là gì, liệu trong một xu hướng tăng anh chị mình kiếm được bao nhiêu tiền, mình gia tăng được bao nhiêu tài sản. Ngược lại trong một xu hướng giảm anh chị mình giữ được bao nhiêu tiền, đó mới là cái điều quan trọng. Còn chị mình càng cố gắng kiếm tiền trong một xu hướng giảm vừa qua thì mình có thể là mình nhìn lại làm gì có lãi gì đấy, cắt lỗ 3% là may á chị, mình lưu ý ha. Thì đó là những gì mà em chia sẻ với những anh chị nhà đầu tư mình đấy. Tiếp theo mình sẽ đi đánh giá về vận động của các dòng cổ phiếu, đó là mình hỗ trợ chị mình liệu mình có tích sản hay không anh chị ha. Đấy, cũng hướng dẫn cho chị mình nếu như bắt có đúng đấy luôn thì có lãi hay không, bắt đúng đấy cổ phiếu nó lên nó còn sẽ quay chán chê luôn á anh chị. Đấy, chứ không có nghĩa là đồng nghĩa nó lên ngay đâu, người lưu ý đó tính chu kỳ cả. Thì trường hiện tại nó vẫn trong một cái xu hướng giảm chứ nó phải chưa phải là tích lũy gì anh chị nha. Thấy là một cái pha đau trend thôi, khi nào nó chuyển bước thành cái pha sẽ quay á thì mình sẽ phân tích sâu. Người lưu ý ví dụ trong năm 2018 đi, đây là một xu hướng giảm bây giờ 3 tháng này, nhưng nó chuyển thành cái hướng xu hướng xoay quay anh chị thấy không? Đây là xu hướng xoay quay này thì cái biên độ giảm sẽ không còn lớn nữa. Còn hiện tại của chúng ta vẫn là biên giảm mà, nó đâu có tín hiệu nào gọi là biên xoay quay đâu. Ví dụ họ được giai đoạn của tháng 5 đi, ví dụ coi gọi đây là một cái vùng xoay quay của thị trường chung nè, nhưng mà khi nó đục khủng cái vùng này tiếp tục nó vào một cái xu hướng giảm mới gì mọi người lưu ý ha. Đấy. Tiếp theo mình sẽ đánh giá với chị mình về những cái vận động cổ phiếu, tiếp tục mình đi về phần phân loại thôi. Cái yếu tố đầu tiên là mình đi đánh giá với chị mình là nhóm cổ phiếu ưu tiên đằng sau, thì mình sẽ cùng đi đánh giá lại xem như thế nào chị ha. Thì đầu tiên vẫn là nhóm cổ phiếu của dòng ngân hàng đó, thì đây bản chất vẫn là cái dòng cổ phiếu hàng đầu mà. Thì chị nhìn lại đầu tiên là cổ phiếu của BND, thì xu hướng của những cổ phiếu BND vẫn là xu hướng tăng. Thì chiều thấy á, những con dòng ngân hàng á, thị trường hồi nó hồi tốt nhất, thị trường giảm nó giảm ít nhất, thì đó là dòng cổ phiếu nó khá là khỏe so với mặt bằng chung của thị trường. Thì bản chất là một xu hướng tăng trong ngắn hạn nó cũng khỏe anh chị. Ví dụ anh chị thấy theo xu hướng đi, ví dụ anh chị thấy nhìn lại xu hướng rõ ràng đi. Cho anh chị nào bao giờ mình đặt một câu hỏi không, tại sao con DG thị trường hồi nó không hồi trường giảm nó sàn đầu tiên, ngược lại ông BID á thị trường hồi nó hồi mạnh nhất, thị trường giảm nó giảm cuối cùng, đó là về xu hướng anh chị. Xong xu hướng tăng phải con DG nó trong xu hướng giảm lưu ý á, nhưng mà chứ nó cũng không có điểm mua anh chị. Đấy, thì anh chị mình có thì nắm chờ thêm thôi, chứ em cũng không mua những cổ phiếu này. Hay những cổ phiếu ví dụ như BID chị thấy đây cũng mở gap này đó, đa phần dòng ngân hàng nó cũng mở gap, hoặc là một số cổ phiếu mình nhìn là ACB nó cũng tương tự anh chị á. Đấy, ACB mình cũng chờ thêm, chị mình lưu ý vùng hỗ trợ của ACB là quanh vùng 20 anh chị nha. Con này mà đục khủng 20 khối lượng lớn là chị mình nên hạ quy mô vốn đi. Đấy, bản chất nó vẫn giữ cái biên thì mình cứ chờ. Đó, bản chất em cũng không mua lại những cổ phiếu này vì đây cái phiên áp lực bán lớn quá anh chị, thì cũng rủi ro đấy. Đấy cho anh chị mình cũng cẩn trọng. Dòng ngân hàng cũng tương tự như CG, cũng tương tự như thế anh chị. Ví dụ nó vẫn giữ được một cái biên gì, cái biên trên nè, nhưng mà cái vùng này dao động nó lỏng quá, phiên trần phiên sàn phiên trần nó lỏng quá lỏng lẻo đi, mà volume đây còn lớn nữa anh chị, thì mình cũng không biết phân tích như thế nào. Nhưng bản chất về xu hướng thì nó vẫn trong một cái xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu như mà thị trường nó có đi quay đầu trở lại thì mình vẫn ưu tiên với chị mình về nhóm cổ phiếu loại 1 ở đây thôi chị ha, mọi người lưu ý ha. Đấy, vì sao chị thấy xu hướng tăng nó vẫn khỏe nhất thị trường không, thì đó là như thế. Đấy, xu hướng tăng nó xuống chứ nó cũng có những cái điểm gì, điểm nhấn về dòng tiền. Đấy, một số cổ phiếu ví dụ như mình nhìn lại như là cổ phiếu của Liên Việt đi. Đấy, trong một cái dòng ngân hàng nó cũng bị phân hóa rất là nhiều anh chị ha. Dòng của nhiều cổ phiếu của Liên Việt vùng hỗ trợ là vùng phiên hồi phục này chị, là quanh cái vùng giá quanh vùng 11.5 là những cái vùng hỗ trợ của những cổ phiếu như Liên Việt, nhưng mà ở đây volume lớn quá. Đấy, một số cổ phiếu như HD Bank chị thấy không, tại vì đây là xu hướng giảm thì nó yếu hơn rất là nhiều nè, khác biệt hoàn toàn với BID, CTG. Một số cổ phiếu như MB cũng tương tự như thế anh chị. Ví dụ MB nó về 3 đáy đúng không anh chị, thì mình cũng phải quan sát thêm. Con này mà đục cũng đấy có lụng lớn là chị mình có hàng cũng phải ưu tiên là gì, mình cũng phải hạ ra cái quy mô vốn anh chị nha. Đấy, tại vì sao anh chị, dù mình nhìn như VCI nè, như VCI nè, ba đáy là chị, nhưng mà cái phiên 6 ngày qua là một phiên áp lực bán volume cực kỳ lớn, thì nó mang yếu tố gì cực kỳ rủi ro anh chị. Hơi gọi đây một cái phiên mở biên, hãy mở biên để giảm thêm á, mọi người lưu ý á. Đó, cho thị trường hiện tại nó cũng không có cơ hội nào đâu để cho anh chị mình đi tìm kiếm, tại vì mình quan trọng nhất bây giờ là thị trường chung anh chị. Thị trường chung nó phải ổn định, thị trường chung nó phải có những cái nhịp xu hướng dòng tiền nó quay trở lại xuống tăng thì mình mới mong cổ phiếu nó có cơ hội để anh chị mình đầu tư. Còn bây giờ ví dụ như 1.000 mã cơ hội chỉ đến tới 1-2 mã thôi, thì nó quá gấp, tỷ lệ nó chưa đến 1% để cho anh chị mình tìm kiếm, thì mình làm việc khó để làm gì. Hay gì hết mình cứ giữ tiền mà chờ thị trường nó vào trend, vào xu hướng. 80% cổ phiếu đều tăng theo thị trường thì mình đánh nó thoải mái hơn anh chị. Đấy, cho nên vì sao nhiều anh chị mình hỏi em vùng này mua hay không, vùng kia mua hay không, thì mình không có mua. Giá cổ phiếu rẻ mình cũng không mua, tại vì mình không có tư duy mua giá rẻ. Đấy, bây giờ giá nó có ôi có thiêu mình cũng không có mua, mọi người lưu ý ha. Một số cổ phiếu ví dụ như là những cổ phiếu như SHB đi, thì thấy bản chất nó vẫn trong một cái xu hướng tăng. Đấy, một số cổ phiếu như OCB thì bản chất nó vẫn trong một cái xu hướng tăng trong ngắn hạn, thì nhìn chung dòng ngắn hạn là tích cực hơn so với các mã cổ phiếu còn lại. Những cổ phiếu như SHB chị thấy gì, nó về hỗ trợ ba đấy, tiếp ba đấy đúng không anh chị. Đấy, một số cổ phiếu như là nhưng mà nó vẫn giữ được cái vùng đấy trước á, cho nên vẫn để là đây để mình quan sát thôi. Đấy, một số cổ phiếu như VB đi, VB thì nó vẫn ở vùng biên trên. Ví dụ như VB nó tạo được cái vùng sideways ở đây mà vol nó hấp dần thì sẽ khá là tốt anh chị. Đấy, phải chờ qua volume nó phải hấp dần thì mới tạo được cái điều kiện để đi lên. Còn volume mà càng test số lượng càng lớn là yếu tố cực kỳ rủi ro anh chị nha. Đấy, nhưng mà bản chất trong xu hướng ngắn hạn con này nó vẫn là xu hướng tăng nè. Đấy, xu hướng tăng trong ngắn hạn nè, chỉ có dòng ngân hàng nó vẫn giữ được xu hướng tăng trong ngắn hạn thì nó tốt hơn chị nha, tốt hơn so với bằng chung. Nhưng sự tốt hơn này nó không đồng nghĩa với chị mình lao vào mua ngay. Đấy, thì mình cứ chờ con chị. Em nói giai đoạn vừa qua mà cái sự kiên nhẫn á, nó quan trọng hơn cái việc anh chị mình đi kiếm tiền. Anh chị nào kiên nhẫn cầm được vốn thì mình đã lãi hơn so với bằng chung mà. Những cổ phiếu như Techcombank thì nó sẽ yếu hơn chị nha. Những con khủng đấy là những con yếu thì nó nằm ở loại 2 đó chị, thì nó vẫn là cổ phiếu yếu đó. Cho nên vì sao chị mình thấy thị trường hồi nó khởi hồi, thị trường giảm, những con này là giảm đầu tiên trong dòng ngân hàng. Những cổ phiếu STP nó cũng tương tự đấy, phiên trần là mình không phân tích được luôn. Volume đây là quá lớn đi, thì thường volume lớn và tồn lỏng là một yếu tố rất rủi ro, mọi người lưu ý ha. Đấy, thì đó là bản chất với dòng cổ phiếu của dòng ngân hàng. Thì nhìn chung nhóm cổ phiếu ở loại 1 nó vẫn là loại 1 đấy, nó vẫn chưa có những điểm gì gọi vi phạm cả. Ngoài ra những cổ phiếu khác ví dụ như dòng VIM30 có dòng trụ như là Vinamilk đấy chị, thì bản chất Vinamilk nó vẫn là những cổ phiếu mà nó vẫn giữ được trong một cái trend xu hướng tăng. Ví dụ như hôm trước Roman em có lấy vị thế thì em vẫn cầm lại, em vẫn cầm cái phần vị thế này, tại vì sao, nó không vi phạm bất kỳ cái điểm bán nào cả, mình chỉ lấy vị thế một cái phần quan sát đó chị. Đấy, thì hôm trước mình cũng lãi 3%, bây giờ mình lỗ là 1,75%, thì đó đều trong tầm soát của mình. Mọi người lưu ý cách phân bổ vốn là điều rất quan trọng. Vinamilk bản chất là những cổ phiếu mà em đánh giá về xu hướng nó vẫn là những cổ phiếu hàng đầu, nhưng trong trường hợp ví dụ nó vi phạm điểm bán đi thì mình liệu mình có bán không chị? Chắc chắn với chị mình là mình sẽ tuân thủ điểm bán nếu như nó vi phạm. Còn ở đây với những cái phiên mà nó quay về nó test lại cái lượng thấp như này thì không phải là điều đáng lo ngại, vẫn giữ một cái biên trên anh chị nha, vẫn quanh cái vùng biên trên của cổ phiếu, thì đây là một cái tín hiệu tương đối tốt với những cổ phiếu như Vinamilk. Thấy thì mình cứ cầm chờ thôi anh chị đó, tại vì quan trọng nhất là xu hướng thị trường chung mà. Cho anh chị mình thấy á, những cổ phiếu mạnh trong thị trường xu hướng yếu thì bản chất nó cũng không có bứt tốc đi lên được đâu. Ví dụ như thị trường ổn định lại thì những con Vinamilk là những cổ phiếu tăng đầu tiên. Đấy, một số cổ phiếu như BVH đi thì bản chất nó vẫn trong cái vùng biên dưới đó, nó vẫn quanh cái vùng hỗ trợ anh chị. BVH là cái vùng hỗ trợ là quanh vùng 4647 chị nha. Con này mà đục khủng hỗ trợ là tương đối xấu đấy. Đấy, cho anh chị mình lưu ý. Một số cổ nhìn chung nó vẫn giữ quanh cái biên mình vẫn để. Một số cổ phiếu như GAP đi. GAP thì xu hướng bản chất nó vẫn là một xu hướng tăng anh chị. Mình lưu ý ha. Thì bản chất con này em thấy nó cũng gặp lại vùng kháng cự nè. Thì nếu như tốt thì nó nên tạo mình thì cốc tay cầm rủ lại kịp cung đi, chờ dòng tiền vào phía sau. Thì đây là kịch bản mình cốc tay cầm là kịch bản tốt nhất của cổ phiếu như là GAP. Thì mình cùng quan sát, mình cùng chờ xem như thế nào. Và anh chị mình thấy bản chất những cổ phiếu nào mà giữ giá tốt nhất thì là những cổ phiếu mà nó là những doanh nghiệp sạch, những doanh nghiệp mà nó cầm một cái lượng tiền mặt lớn, nó trụ được một cái mùa lạm phát đấy, nó có một cái lượng tiền gửi ngân hàng ổn định, có một cái phần doanh thu tài chính nó tích cực. Mọi người lưu ý là những cổ phiếu như Vinamilk, những cổ phiếu như GAP, những cổ phiếu như BVH. Tiếp theo mình đánh giá với anh chị mình về dòng cổ phiếu của dòng chứng khoán, thì mình thấy là dòng chứng khoán nhìn chung là những con VSA gãy nè anh chị, cũng đấy nè là loại bỏ ra ngay nè đấy. Trên cái dòng cổ phiếu loại 2 là cực kỳ yếu, thị trường tăng nó gãy hồi nhưng thị trường giảm nó sẽ giảm. Mọi người lưu ý này đó, cho nên vì sao mình để nó là loại 2 là như thế. Tại vì hôm trước nó có khủng đáy anh chị thấy không, xu hướng này xu hướng hạ đỉnh hạ đáy nè, nó đang là xu hướng hạ đỉnh hạ đáy nè, tới sau hơn đáy trước nè, đỉnh sau hơn đỉnh trước nè, là những cái nhịp gì nỗ lực hồi phục các bài. Cho nên chị nào FOMO vào những điểm này là cực kỳ rủi ro. Ấy cho nên cái xu hướng giảm luôn luôn xuất hiện những nhịp bull chap, nếu như mà chị mình không quản trị tâm lý của mình tốt là rất dễ dính ngay những nhịp bull chap như thế này. Cho nên rất cẩn trọng anh chị nha. Đấy, thị trường này không hề đơn giản đâu, là một thị trường cực kỳ khó đấy, không phải đơn giản để cho chị mình đầu tư. Những cổ phiếu như HCM cũng tương tự như thế, test lại ở đây volume lớn thì xác suất nó khủng đáy ở đây cũng là cực kỳ cao, nhưng bản chất nó vẫn chưa khủng đáy thì mình để lại mình xem nó như thế nào. Mọi người lưu ý. Tiếp theo là những cổ phiếu dù trong dòng ESI gãy từ lâu rồi chị ơi, những này khủng đáy nè anh chị. Đấy, khủng đáy trước đây nè. Đó, những cổ phiếu ví dụ như là SSS này nọ cũng rơi về vùng đáy dưới hết rồi. VND nó càng rơi sâu hơn nữa. Đó, nhìn chung dòng chứng khoán cũng không có cơ hội gì đâu. Một số cổ phiếu tiếp theo là những cổ phiếu như BOU của dòng vũ khí đấy. Mình nhìn qua dòng dầu khí thấy con BOU này trong ngắn hạn nó cũng có những sự đột biến trở lại đúng không, nhưng mà chị mình lưu ý là gì, nó gặp kháng cự nè, nó nếu như mà nó tích lũy lại được cái vùng biên này anh chị thì mình chú ý sau. Mình lưu ý còn một cái nhịp hồi phục lên đó mình sẽ chưa tham gia ngay, tại vì bản chất xuống chính nó bằng xuống giảm mà chị đâu có gì đâu, một hai phiên hồi phục làm không làm được thay đổi xu thế cổ phiếu. Chị mình lưu ý chỉ là mình nốt lại, tại vì nó có sự đột biến trong ngắn hạn. Một số cổ phiếu dù thị trường giảm nó vẫn được neo tốt nè. Một số cổ phiếu như BVS chị thấy nó đánh quá lỏng lẻo rồi, cái gì mà mở phiên là sàn rồi kéo rút chân, nhìn chung nó cũng không có gì cả chị ơi. Tích cực thì nó có trong biên sẽ quay thôi, còn xu hướng trong ngắn hạn bản chất đây là xuống giảm mà thấy không, xu hướng giảm đấy. Đó, với những cổ phiếu như là BVS hãy trên nhiều anh chị mình thấy thời gian vừa qua mình hay bàn luận về BVS, nhưng bản chất mình mua làm gì có lãi anh chị, lấy mua làm gì có lãi, xuống giảm mua lãi 1-2% nhưng mà lỗ 5-7% thì nó quá rủi ro. Mình đừng có cược vào những cái trường hợp mà mình chiến thắng nó thấp. Mọi người lưu ý, tại vì đó là đồng tiền xương máu của mình phải đặt nó vào một cái vị trí cơ hội lớn anh chị. Đấy, có ai mà muốn mình đặt dòng tiền của mình vào một cái trạng thái một cái trận chuẩn bị thua lỗ không bao giờ. Mọi người lưu ý ha. Đấy, do cổ phiếu PVD là gãy trend hết rồi, xuống giảm nè, khối lượng lớn càng ngày càng gãy nè, tiền giảm nè, thì thôi mình cứ loại bỏ ra. BG chịu theo tăng thì yếu mà giảm thì nhanh nè. Đấy, đó là cổ phiếu trong xuống giảm, nó là như thế anh chị ha. Đó, cho nên nhiều anh chị mình nói với em là con BG là cơ bản tốt, mà anh chị mình lưu ý là gì, không có một doanh nghiệp cơ bản tốt nào mà giá giảm. Mọi người lưu ý ha. Đấy, một cổ phiếu mà có cơ bản tốt không đồng nghĩa với sự tăng giá, nhưng một cổ phiếu tăng giá thì 80% là một cổ phiếu cơ bản tốt. Đấy, cho anh chị mình đừng có bị tư duy vào cái cơ bản tốt của doanh nghiệp để chị mua cổ phiếu rất là sai lầm, đó là do mình biện minh. Tại vì những chị mình là những nhà đầu cơ, mình đánh theo T cộng, nhưng sau này mình bị kẹp hàng thì mình lại dính phải những câu chuyện doanh nghiệp mà lại đi tìm báo cáo để mình đọc là mình thành những cổ đông luôn. Mọi người lưu ý, cho rất nhiều nhà đầu tư từ những những nhà đầu tư mà mình trading tới cộng mình thành những cổ đông chiến lược, nó là như thế. Cho nên nếu em sai thì cắt lỗ, đừng có biện minh cho mình những lý do về cơ bản doanh nghiệp tốt hoặc là cơ bản doanh nghiệp xấu để mình đi cầm nắm cổ phiếu. Nên lưu ý, nhưng tài sản của mình trong ngắn hạn mặc dù mình biết là cơ bản tốt nhưng ngày nó càng giảm thì bản chất tài sản chị mình lại càng thua lỗ. Đấy, cho nên với em mình không đánh theo tích sản, mình không để cơ bản doanh nghiệp nó là như thế. Đấy, mình phải có những cái chiến lược đầu tư nó rõ ràng. Quan trọng nhất là hệ thống của anh chị mình đang hoạt động như thế nào, mình liệu mình có những cái yếu tố nào mình cần cải thiện hay không. Đó là cái điều nó mới là một cái điều quan trọng anh chị. Còn những cổ phiếu loại 3 là chị thấy là những cổ phiếu mà chúng ta đã cùng nhau bàn luận và loại bỏ từ rất lâu. Cho nên chung quy lại, xu hướng là điều quan trọng nhất. Những dòng bất động sản, đầu tư công, dòng thép, dòng chứng khoán như VND là gãy hết anh chị ơi. Những cổ phiếu Hoa Sen hoặc là Nam Kim mình cũng không biết nó rơi đến thế nào, thật sự mình không biết nó rơi đến thế nào luôn ấy. Tại vì trong một xu hướng giảm là một xu hướng mà không phân tích được. Đấy, mọi người lưu ý ha. Thì đó là tổng quan em đánh giá với chị mình về tín hiệu của thị trường và phân loại cái dòng cổ phiếu. Đấy, thì nhìn chung chiến lược bên em thì mình vẫn không thay đổi gì. Ví dụ ngày hôm trước đi, đầu buổi sáng ngày hôm qua á chị, thì mình cũng đánh giá với anh chị mình nó rất là chi tiết. Đấy, nhìn chung là hiện tại thị trường nó cũng đã khủng đi những cái vùng đáy cũ, thì mình phải chờ đợi thêm một thời gian nữa để mà xuất hiện lại được các phiên nỗ lực hồi phục. Trên ngắn hạn thị trường là trên sideways down, cận nguyên dưới thì nó sẽ có hồi phục tự nhiên là điều bình thường, nhưng không tạo điểm mua. Mình nhìn là thật sự năm 2022 này là thời điểm mà chu kỳ giảm kinh hoàng nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam. Lúc này đa phần niềm tin của anh chị mình đều rất thấp, và những trạng thái càng mua càng cố gắng kiếm tiền thì càng thua lỗ, càng nắm cổ phiếu thì lại càng lỗ. Nên thời gian vừa qua rung mình tuân thủ không bắt đáy là yếu tố thứ nhất. Thứ hai là tuân thủ các lỗ sớm đi sai thì mình giữ được vốn, đó cũng là một cái phần rất là thành công, mọi người lưu ý ha. Đấy, thì đó là những gì mà em đề cập đến chị mình trong room khách hàng. Thì anh chị nào muốn tham gia hệ thống khách hàng VIP bên em thì mình có thể liên hệ với em qua số Zalo 0974 046220, hoặc là anh chị mình có thể liên hệ với bạn Hải Anh, bạn trợ lý bên em, thông qua số Zalo 0945 866 915. Ngoài ra thì em còn có room hỗ trợ cộng đồng anh chị, đây cũng là room miễn phí đó. Thời gian vừa qua chúng ta cũng cùng nhau giữ được tiền, nói chung là giữ tiền anh chị, đây cũng hỗ trợ anh chị mình giữ tiền từ thời gian rất là lâu. Đấy, cho nên chị mình cũng ở đây cũng khá là gọi là yên bình, mọi người lưu ý ha. Đấy, thì ở room cộng đồng này anh chị nào muốn tham gia thì mình có thể click vào trong cái phần link mô tả bên dưới anh chị nha. Đây là phần link mô tả này, đây là phần link mô tả này, thì anh chị mình có thể mình cứ tham gia vào cái link mô tả đây để mình tham gia được vào trong cái room cộng đồng. Nói chung là cũng chia sẻ nhiều anh chị mình cũng hay hỏi với em là cái room cơ cấu này bây giờ sao em ơi, không thấy hoạt động gì cả. Thì bản chất anh cũng chia sẻ với chị mình rồi, cũng không có cơ hội để hành động anh chị à. Rơi ra là room cơ cấu hỗ trợ cho room hệ thống khách hàng bên em á. Nếu như mà có cơ hội lại, em cũng biết nhiều anh chị mình cũng có những cổ phiếu riêng lẻ đi, mình cũng nắm ở một cái vùng giá nó cao, thì mình cũng hy vọng là có lại cơ hội để hướng dẫn anh chị mình nó cơ cấu ở một cái vùng giá nó thấp để nó thu hồi được cái tài sản. Nhưng mà thị trường này làm gì có cơ hội anh chị. Nhiều anh chị mình cứ tư duy giá rẻ mà càng trung bình giá là mình càng sai, mọi người lưu ý ha. Trên room này thị trường nó vào nhịp thì mình hướng dẫn anh chị mình sau, hiện tại cũng chưa có gì. Đấy, thì đó là những gì mà em đề cập chia sẻ với tất cả anh chị nhà đầu tư mình. Thì để tham gia room khách hàng bên em á, thì chị mình chỉ cần mở tài khoản đó, và mình đạt về cái điều kiện vốn nhất định thì mình sẽ được tham gia luôn hệ thống khách hàng VIP. Còn mở tài khoản không, chị mình sẽ được tham gia vào cái room cơ cấu anh chị ha. Đấy, hiện tại VBS là đang miễn phí giao dịch 0% kể từ ngày anh chị mở tài khoản trong vòng 6 tháng anh chị. Ngoài ra mình còn được chọn tài khoản số đẹp. Đấy, thì video ngày hôm nay cũng đến đây, thì cũng cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư mình đã ủng hộ kênh. Chúc quý anh chị nhà đầu tư mình một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại cả nhà vào tuần sau.